Mở đầu lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật Thủ đô 70 năm bản hùng ca, tái hiện bối cảnh thời khắc lịch sử trọng đại của thủ đô 70 năm về trước. Những ký ức ngày giải phóng như khúc tráng ca hào hùng, điểm tựa lịch sử đầy tự hào để cùng với cả nước, nhân dân thủ đô Hà Nội ra sức học tập, lao động sản xuất, chiến đấu, xây dựng và phát triển thủ đô ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại. Trong diễn văn tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định Hà Nội có vai trò vị trí đặc biệt quan trọng gắn liền với những mốc son chói lọi, đầy vinh dự tự hào của lịch sử cách mạng Việt Nam. Ngày trọng đại mùng 10 tháng 10 năm 1954, Ủy ban Quân chính thành phố Hà Nội cùng các cánh quân tiến vào tiếp quản thủ đô. Hơn 40 vạn nhân dân Hà Nội náo nức tưng bừng, mang theo cờ hoa, biểu ngữ, ảnh Bác Hồ ra khắp các ngả đường chào đón đoàn quân chiến thắng trong hân hoan rạng rỡ của ngày thu giải phóng. Chiều cùng ngày, hàng vạn người dân và lực lượng vũ trang đã vui mừng xúc động dự lễ chào cờ tại sân vận động Cột Cờ và nghe lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào thủ đô nhân ngày giải phóng. Thời khắc lịch sử đó là minh chứng về sức dân tộc, tinh thần đoàn kết, khát vọng hòa bình của nhân dân ta, là mốc son mở ra thời kỳ phát triển mới của thủ đô và đất nước. Đánh dấu thất bại hoàn toàn của thực dân Pháp ở Việt Nam, chấm dứt 9 năm kháng chiến trường kỳ, Hà Nội, thủ đô của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, sạch bóng quân thù, nhân dân ta làm chủ vận mệnh của mình và đất nước, phấn khởi bắt tay xây dựng xã hội mới, xã hội chủ nghĩa, mở ra thời kỳ hết sức vẻ vang trong lịch sử ngàn năm văn hiến và anh hùng của Thăng Long, Hà Nội ở thời đại Hồ Chí Minh. Với ý nghĩa đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, ngày giải phóng thủ đô không chỉ là ngày hội non sông, ngày vui lớn của nhân dân cả nước nói chung, thủ đô Hà Nội nói riêng, mà còn là trang sử vàng trong lịch sử ngàn năm Thăng Long, Hà Nội. Sau khi được giải phóng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với tinh thần tự lực cánh sinh, lao động cần cù sáng tạo, thủ đô Hà Nội tiến hành khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế. Trong kháng chiến chống Mỹ, là địa bàn trọng điểm thường xuyên bị đế quốc Mỹ tập trung đánh phá ác liệt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội thể hiện rõ vai trò đầu tàu gương mẫu, vừa anh dũng chiến đấu, vừa tích cực cùng nhân dân miền Bắc thi đua lao động sản xuất, xây dựng hậu phương lớn cho chiến trường miền Nam. Trong chiến dịch Hà Nội 12 ngày đêm tháng 12 năm 1972, quân và dân Hà Nội với khí phách kiên cường dũng cảm đã hiệp đồng tác chiến cùng các quân binh chủng, dệt nên lưới đạn phòng không, quật đổ pháo đài bay B-52, lập lại hòa bình ở miền Bắc, góp phần quan trọng vào công cuộc thống nhất đất nước. Từ đây, Hà Nội được đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế ngợi ca, vinh danh là thủ đô của lương tri và phẩm giá con người. Bước vào giai đoạn đi lên chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội cùng với cả nước đã nỗ lực vượt mọi khó khăn, tiến hành công cuộc đổi mới. Từ một thành phố chịu nhiều tổn thương trong chiến tranh, Hà Nội đang vươn mình phát triển mạnh mẽ, quốc phòng an ninh được giữ vững, trở thành trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và hội nhập, được quốc tế vinh danh và công nhận là thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo, là một trong 17 đô thị lớn nhất thế giới, là địa điểm an ninh an toàn có sức hấp dẫn lớn đối với du khách và các nhà đầu tư. Tổng Bí thư Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng, phát huy sức dân, gắn kết chặt chẽ ý Đảng với lòng dân, thì Hà Nội sẽ thực hiện thắng lợi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sớm xây dựng thủ đô ta, trở thành thủ đô xã hội chủ nghĩa, hình mẫu trên thế giới. Phát triển thủ đô Hà Nội, văn hiến, văn minh, hiện đại, sớm trở thành thành phố kết nối toàn cầu, hội nhập sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, người dân có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển đặc sắc, hài hòa, thật sự là trung tâm hội tụ kết tinh văn hóa của cả nước, của văn minh, nhân loại, có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển ở khu vực và trên thế giới. Qua câu chuyện của các nhân chứng lịch sử chia sẻ tại buổi lễ, các thế hệ trẻ hôm nay như được sống lại không khí hào hùng, mốc son đặc biệt của thủ đô, khắc họa thêm hình ảnh một Hà Nội gan góc, vững vàng, khẳng định bản lĩnh trí tuệ của một dân tộc anh hùng. Lễ kỷ niệm nhằm tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa to lớn của ngày giải phóng thủ đô, cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân chung sức đồng lòng
nêu cao ý chí, quyết tâm xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, củng cố quốc phòng an ninh ngày càng vững chắc, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín của thành phố vì hòa bình, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.